Namaste, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là bài tập thứ 5 của chuỗi bài tập yoga chuyên sâu 7 ngày giảm đau mỏi cổ vai gáy. Các bạn đã thấy bài tập tác động vào cơ, giảm đau mỏi và tăng cường sức mạnh xương khớp chưa? Bài tập hôm nay chúng ta sẽ tập có độ khó cao hơn một chút, đồng thời có hiệu quả nhanh hơn. Chúng ta cùng nhau luyện tập với Huyền nhé! Mời các bạn đứng lên trên thảm của mình, tách rộng hai chân bằng vai, vươn hai tay lên cao, đan tay, ngửa lòng bàn tay, hít vào, kéo vùng cột sống của mình lên. Cố gắng là không rụt vai như này mà chúng ta thả lỏng vai xuống, thở ra hai tay xuống, mắt nhìn xuống. Tiếp tục, vươn tay lên cao, hít vào, mở căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Thở ra, thả lỏng hai vai, mắt nhìn xuống. Một lần nữa, đan tay, hít vào, kiễng cao gót chân, hóp bụng, cuộn xương cụt lại, mở rộng vai ra sau, giữ hít thở đều. 5. Siết chặt cơ bụng. 4. Cố gắng thăng bằng. 3. 2. Hít thở đều. Và 1. Từ từ hạ hai tay xuống, hạ chân xuống, thả lỏng hai vai. Tiếp tục, hai chân mở rộng hơn vai một chút, hai tay dang ngang, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực của mình. Nghiêng người sang bên phải, thở ra. Đau cổ vai gáy thì mắt nhìn thẳng về phía trước và vươn cằm của mình lên. Hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra, giữ hai hông cân bằng. Hít vào. Thở ra, cố gắng không đẩy hông sang bên trái, thả lỏng toàn bộ vùng lườn. Thẳng tay phía trên. Tiếp tục hít vào về giữa. Đổi bên, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Nghiêng người sang bên phải, thở ra, bấm chân trái của mình xuống, siết cơ bụng lại, thả lỏng toàn bộ vùng hông trở lên, kéo căng tay để mình kéo giãn được vùng lườn bên trái nhé. Giữ và hít thở đều. 4. Mỗi lần thở ta lại hạ vai phải xuống một chút. 3. Mềm lườn bên trái của mình ra nào. 2. Và 1. Hít vào, nâng người trở về giữa. Đổi bên, nghiêng người sang bên trái, thở hết ra. Giữ và hít thở đều. 5. Bấm chân phải xuống này, siết cơ bụng. 3. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. Tay mở qua tai nào. 2. Tiếp tục hạ vai trái của mình xuống. Và 1. Hít vào, nâng cao vùng cột sống lên. Vặn người sang bên phải, cố gắng giữ hai hông cân bằng. Mở vai ra, mắt nhìn theo tay phải. Về giữa, hít vào. Cố gắng không xoay hông của mình. Vặn người sang bên trái, thở ra. Tiếp tục hít vào, về giữa. Đổi bên, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5. Mở căng lồng ngực của mình lên. 4. 3. 2. Và 1, hít vào, nâng người trở về. Vặn người sang bên trái, thở ra, xoay hông của mình về phía trước, mắt nhìn theo bàn tay trái, giữ ở đây. 4, 3, 2, 1, hít vào, trở về, mở rộng hai tay. Hai tay đan phía sau, thở ra, thả lỏng vai. Tiếp tục này, xoay vai từ trước ra sau, đẩy thẳng tay, khép lòng bàn tay, hít vào, đẩy ngược lên phía trước, siết cơ bụng của mình lại, vươn dài đầu về phía trên. Thở ra, hóp bụng, cuộn lưng, cằm chạm cổ, siết cơ bụng vào bên trong. Tiếp tục hai tay đan phía sau, xoay vai, hít vào, nâng cao lồng ngực, đẩy mông ra xa, vươn cằm về phía trước.
Thở ra cong lưng hóp bụng. Thả lỏng vai. Tiếp tục hai lần nữa. Xoay vai, nâng cao lồng ngực lên, hít vào. Khép lòng bàn tay nếu có thể ạ. Thở ra, đan tay. Vai của mình tách rộng sang hai bên. Đẩy tay về phía trước nhiều. Một lần cuối. Đan tay ra phía sau. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Vươn cằm của mình về phía trước. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng đẩy ngực lên nhiều nữa. 4. Đẩy tay ra xa mông nếu có thể. 3. Cố lên ạ. 2. Thả lỏng vai ra. Và 1. Rồi, đan tay về phía trước. Hóp bụng, cuộn lưng, thở hết ra. Cố gắng kéo nhiều tay về phía trước để cái phần vai của mình phía sau nó được kéo giãn. 4. 3. 2. Và 1. Rồi. Ra trở về. Thả lỏng tay một chút. Tiếp tục, hai chân mở rộng bằng vai. Hai tay ra ngang, hít vào. Gập tay trái, thẳng tay phải. Kéo tay sang bên trái. Thả lỏng phần ổ khớp vai của bên phải. Giữ và hít thở đều ở đây. 6. 5. Cảm nhận sự căng giãn. 4. 3. 2. Và 1. Rồi hít vào, kéo căng hai vai sang hai bên. Thở ra chúng ta đổi bên. Tiếp tục kéo tay bên sang bên phải nhiều. Giữ hít thở đều. Cảm nhận sự căng giãn nơi vai trái. 5. 4. 3. 2. Và 1. Hít vào, kéo hai vai sang hai bên. Thở ra. Chúng ta lắc tay. Giữ nguyên thân người, siết cơ bụng và thả lỏng hai vai. Năm, bốn, ba, hai và một. Bây giờ chúng ta đánh tay ra phía sau nhé. Thở ra đánh tay sang ngang này. Sang ngang thẳng hàng với vai, siết cơ bụng của mình lại. Bắt đầu. Một, thở ra chúng ta hất tay ra sau. Hai, 3, 4, mở lồng ngực về trước, 5, 6, thở ra, 7, 8, 9 và 10. Rồi, thả lỏng tay ạ. Tiếp tục chúng ta tách rộng hai bàn chân ra hơn thảm và trùng mông của mình xuống. Rồi, chúng ta di chuyển bàn chân ra một chút nữa, sao cho đầu gối thẳng hàng với lại gót chân. Hướng mũi chân check 45 độ, không cần phải sang hai bên đâu ạ, 45 độ là được. Rồi, mở rộng lồng ngực về phía trước, mở vai ra sau, hít vào. Hạ sâu vai phải xuống, mắt nhìn lên qua vai trái. Cố gắng hạ vai xuống dưới thảm nhiều càng tốt ạ. Tiếp tục hít vào, mở rộng lồng ngực. Đổi bên, thở ra. Hít vào. Trở về giữa. Thở ra, hạ sâu vai phải xuống. Mở căng ngực ra nào, đừng cong lưng ạ. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Một lần cuối hít vào. Thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. Ta đẩy hai gối sang hai bên, thả lỏng vùng khớp hông của mình ra. 5. Duỗi lưng, đẩy căng lồng ngực lên. 4. Thả lỏng hai vai. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Rồi, hít vào, ta nâng người lên, duỗi căng vùng cột sống của mình. Thở ra, hạ sâu vai trái xuống, vai phải xoay lên, mắt nhìn lên. Giữ và hít thở. 4. 3. Cố gắng duỗi căng vùng cột sống nữa nào. Đi vai trái sang bên phải nhiều hơn. 2 và 1. Rồi, nâng người lên, vươn hai tay qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Ta đi chân về. Thả lỏng vùng chân của mình. Rồi, mời cả lớp chúng ta
bước lên trên đầu thảm, khoảng cách từ chân đến thảm của mình là bằng một bàn chân. Đó. Đây là vị trí đứng đầu thảm của mình nhé. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đan phía sau, thở ra. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào. Đẩy ngực về trước, vươn cằm của mình lên. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Vươn hai tay qua đầu, hít vào. Từ từ duỗi thẳng cột sống lưng, trùng gối của mình xuống, thở ra. Hai tay thẳng hàng với bàn chân. Rồi bước dài chân phải ra phía sau một bước dài. Lưu ý là hai chân không trên một đường thẳng nhé. Hạ gót chân phải của mình xuống, vươn hai tay lên cao, hít vào, úp hông phải, mở căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Giữ và hít thở đều. 4, 3, lưu ý là đầu gối phía trước vuông góc với lại gót chân ạ. 2 và 1, rồi thở ra hai tay xuống thảm. Kiễng cao gót chân phải lên. Hít vào, duỗi lưng mở ngực, hạ gối chân xuống, thở ra. Xuôi mũi chân phía sau, đầu gối phía trước thẳng hàng với gót chân cho em ạ. Rồi, vươn cao tay trái lên, hít vào, mắt nhìn lên theo tay. Mở rộng lồng ngực và nâng vai phải lên. 4, 3, 2, 1, hai tay xuống thảm. Chống mũi chân sau, đẩy thẳng gối, bước hai chân về sau tấm ván. Hóp bụng này, cuộn xương cụt, nâng vai của mình lên, mắt nhìn đầu thảm để đầu của mình thẳng hàng với trục của cột sống ạ. Siết nhẹ cơ bụng. 4, 3, 2, 1, hạ gối, sao cho đầu gối gần vuông góc với hông. Đẩy vai về phía trước, hạ ngực cầm xuống, thở hết ra. Khép sát khửu tay, giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, xuôi mũi chân, trườn người về phía trước, trán xuống thảm, xoay vai, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên, thở ra mở vai ra sau, siết nhẹ cơ bụng, giữ và hít thở đều. 5, ai bị đau lưng dưới chúng ta nhấc xương hông lên một chút nhé, và đẩy thẳng vai lên để cột sống của mình được kéo lên phía trên, vươn dài cằm về phía trước nào. 4, 3, mở vai ra sau, siết cơ bụng của mình lại. 2, và 1, rồi từ từ chống mũi chân, đẩy đỉnh mông lên cao, tư thế V ngược, ta thả lỏng kheo chân ở đây. Hạ sâu vai xuống và đẩy duỗi đỉnh mông lên cao. Rồi, tiếp tục hít vào, đá chân phải lên, mắt nhìn về phía trước, úp hai hông cân bằng. Bước chân phải về cạnh bàn tay phải, thở ra. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, mở căng lồng ngực. Thở ra về chiến binh 2. Hạ gót chân sau xuống. Xoay hai hông về phía trước, mở gối phải sang phải. Lưng thẳng, mắt nhìn theo tay phải. Giữ và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Đẩy hông về trước nhé. Và nghiêng trên một mặt phẳng nghiêng, chúng ta không gập người xuống như thế này. 4, 3, cố lên ạ. 2, và 1, hít vào, nâng cao lồng ngực về giữa. Hạ cùi trỏ phải xuống đùi phải, tay trái áp mang tay, thở ra. Giữ và hít thở đều. Xoay ngực, mở vai. 4, 3, 2, 1, rồi hai tay xuống thảm. Bước chân trái lên cạnh chân phải. Hít vào, duỗi lưng mở ngực. Thở ra, trùng khử tay một chút. Đó, đầu không cố về chân nhé, đầu cổ thả lỏng. Hơi trùng nhẹ đầu gối nếu chúng ta khăng căng quá phía sau. 3, 2, 1, rồi duỗi lưng. Vươn hai tay lên, cao, hít vào. Đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, hai tay đan phía sau. Rồi tiếp tục xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào, đẩy mông ra sau, đẩy ngực về trước. Luôn luôn siết cơ bụng trong khi chúng ta uốn lưng nhé. 4, 3, quáng đẩy tay xa mông. 2, và 1, đổi bên,
Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Trùng gối nhẹ, duỗi lưng, gập người về phía trước, thở ra, hai tay thẳng hàng với bàn chân. Rồi chống bàn tay xuống, dồn lực vào chân phải, bước dài chân trái ra sau. Hạ gót chân trái xuống. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Úp hông trái, mở căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Giữ và thở đều, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ hai bàn tay của mình xuống, kiễng gót chân trái lên. Hít vào, vươn cao tay phải. Thở ra, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên theo tay. Đạp thẳng gối chân sau, 4, 3, cố lên ạ, 2, 1, hai tay xuống thảm. Rồi bây giờ này, bước hai chân ra sau, tấm ván, plank, hóp bụng, cuộn xương cụt, siết cơ đùi. Giữ và hít thở đều, nâng vai lên nào, mắt nhìn đầu thảm ạ. 3, 2, 1, hạ đầu gối xuống, đẩy vai về phía trước, khép khửu tay, hạ ngực cầm xuống 8 điểm, thở hết ra. Giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, 1, xuôi mũi chân, chườn người về phía trước, xoay vai, hít vào, nâng lồng ngực của mình lên. Cố gắng là cổ tay thẳng hàng với vai nhé, và mở căng lồng ngực ra, siết nhẹ cơ bụng, nếu đau lưng, nâng hông lên, 4, cố gắng luôn luôn mở căng ngực về phía trước, 3, 2, và 1, rồi chúng ta chống chân. Đẩy mông lên cao, tư thế V ngược. Đi bộ một chút. Tiếp tục hít vào, nâng cao chân trái của mình lên, úp hai mông cân bằng, mắt nhìn giữa hai tay. Bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Đó, nếu chúng ta bước đến đây thì thôi thì chúng ta dùng tay này, nắm lấy gót chân về sau. Và đẩy chân lên một chút nữa. Được chưa ạ? Rồi, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Thở ra, hạ gót chân phải xuống, đầu gối trái vuông góc với gót chân, hai tay ra ngang, xoay hai hông cân bằng ạ, thẳng cột sống lưng, không ngả người về trước như thế này, giữ và hít thở đều, 4, mở gối trái sang trái để không bị đau gối, 3, siết chặt cơ bụng, 2, và 1, rồi hít vào, nghiêng người sang bên phải, tay trái áp mang tai, thở ra, giữ. Hít thở đều ở đây, 4, đẩy hông về trước nào, 3, cảm nhận sự căng giãn nơi lườn trái của mình, 2, và 1, rồi hít vào, nâng cao lồng ngực, thở ra, hạ cùi chỏ trái xuống, tay phải áp mang tai, đẩy hông về trước, đẩy thẳng cột sống lưng lên, 4, hít thở đều, 3, 2, và 1, rồi hạ hai tay xuống thảm. Bây giờ bước chân phải lên cạnh bàn chân trái. Hít vào, duỗi lưng, ưỡn ngực. Thở ra, trùng nhẹ đầu gối một chút. Bụng ngực áp sát đùi, thả lỏng toàn bộ vùng đầu cổ. Giữ thở đều, ta hơi dướn cái đỉnh mông lên. Dướn cái đỉnh mông để kéo cái phần kheo này một chút. Nó phải hơi đau một chút nhé. 4, 3, không cố đầu về chân. 2, và 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay chắp trước ngực, thở ra. Hít thở đều, mắt nhắm lại. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng cơ đùi. Hít sâu, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, hóp sâu bụng lại. Thả lỏng bụng. Hít vào, thở ra, thả lỏng ngực, hít vào, thở ra, thả lỏng hai vai của mình, rồi thả lỏng tay, thả lỏng chân. Tiếp tục chúng ta vươn hai tay lên cao, hít vào, hai tay xuống. Thở ra, trùng nhẹ gối, hai bàn tay thẳng hàng với bàn chân. Bước hai chân ra bên sau. Hạ gối. Tư thế con mèo cho em ạ. Chúng ta lên tư thế con bò mèo.
Hạ cùi chỏ tay của mình xuống sát với đầu gối, sau đó đi lên thêm một bàn tay, nâng người của mình lên. Xòe 5 ngón tay ra bám chặt xuống phần thảm của mình, ngón tay giữa thẳng hàng với cùi chỏ tay. Chưa? Xoay mắt tay vào bên trong, hai đầu gối tách rộng bằng hông. Võng lưng xuống, vảnh mông lên, hóp cơ bụng, mở ngực, mắt nhìn về phía trước, hít vào. Cuộn lưng lên, cuộn xương cụt xuống, cầm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống. Tiếp tục lần 2, hít vào. Cuộn lưng lên, thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Hai lần nữa, võng lưng, vảnh mông, hít sâu, hóp bụng, mở căng lồng ngực, vươn dài còn về phía trước. Giữ và hít thở đều. 5. Cố gắng siết nhẹ cơ bụng ạ. 4. Mở vai ra sau, nâng ngực của mình lên. 3. Hít thở đều, thả lỏng vùng lưng. 2. Và 1. Rồi hít vào. Cuộn xương cụt xuống, lưng lên cao, cầm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống, giữ và thở đều. 4, 3, 2, 1, chống hai mũi chân. Hít vào, nâng cao chân phải lên, úp hai mông cân bằng, hướng mũi chân xuống. Thở ra, đầu gối chạm trán, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục, lần 2, hít vào. Mở rộng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Thở ra, siết nhẹ cơ bụng. Một lần cuối, hít vào. Đá chân, vươn cằm, mắt nhìn về phía trước. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. 4. Siết cơ đùi của mình nào. 3. 2. 1. Gập chân phải phía trên, tay trái nắm lấy cổ chân. Xòe căng 5 ngón tay phải ra bấu xuống này. Dội một lực lên hướng lên. Hít vào, đá chân lên cao, mắt nhìn về phía trước. Giữ và hít thở đều. 4. Cố gắng giữ thăng bằng ạ. 3. Nâng gối của mình lên hơn nữa. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ bàn tay trái xuống. Đầu gối co về phía trán, siết cơ bụng để trả lại phần lưng. 4. 3. 2. Và 1. Hạ chân phải trở về. Tiếp tục chúng ta đổi bên. Chống mũi chân phải, hít vào, nâng cao chân trái lên, úp hai mông cân bằng, vươn ngực, mắt nhìn về trước. Thở ra, co đầu gối, hóp sâu bụng lại. Tiếp tục hít vào, siết cơ bụng, không võng lưng nhiều. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, đá chân, vươn ngực về phía trước, hướng mũi chân xuống. Giữ và hít thở đều, nâng hai vai lên ạ. 4, 3, 2, 1, gập chân trái phía trên, tay phải nắm vào bàn chân. Hít vào, nâng cao chân của mình lên, mắt nhìn về phía trước, giữ thăng bằng. 5, 4, nâng vai trái lên nào. 3, quáng đá chân trái lên hơn nữa. 2, và 1, rồi từ từ co gối lại. Chán chạm gối, giữ và hít thở đều. 4, 3, gồng cơ bụng lên. 2, và 1, rồi từ từ hạ chân xuống. Giờ chúng ta sẽ đi tay về phía trước. Mắt nhìn xuống đầu gối, sao cho mông vẫn phải thẳng hàng với đầu gối. Đi tay về phía trước. Rồi từ từ hạ ngực cằm của mình xuống. Khép hai cùi chỏ tay của mình vào. Mỗi lần thở ra ta lại hạ ngực xuống. Xôi mũi chân về sau. Giữ lâu và hít thở đều. Mỗi lần thở ra thả lỏng vai, thả lỏng ngực. 5, 4. Mắt nhìn xuống. Nếu mắt của mình nhìn về phía trước thì mình sẽ bị nhăn trán đấy ạ. 3,
hai, một. Rồi từ từ nâng người lên, chống tay lên ạ. Tư thế con bò mèo, cổ tay thẳng hàng vai, hóp bụp lại, cuộn lưng, cuộn xương cột của mình xuống. Giữ và hít thở đều, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ mông chạm với gót chân của mình, đi hai tay sang hai bên. Đi hai tay sang hai bên, mở hai đầu gối ra. Rồi từ từ hạ chân. Chúng ta mở gối đến khi nào mà chán của mình có thể gần xuống càng tốt ạ. Giữ và hít thở. Điều hòa hơi thở. Mỗi lần thở ra ta lại thả lỏng hơn. Cảm nhận các cơ. Chúng ta nâng người lên một chút, sau đó chúng ta lại đổi tay. Tay dưới lên, tay trên xuống. Rồi đưa tay hai tay sang hai bên, sau đó hạ trán. Hít thở đều. Phía sau. Rồi từ từ nâng người lên. Bây giờ đi tay phải qua bên trái. Hạ vai của mình xuống. Nếu ai không hạ được hết xuống, chúng ta tiếp tục mở gối ra một chút nữa. Và mông ngồi sát xuống gót chân. Tay trái lên áp mang tay. Đi tay phải nhiều sang. Rồi, hít thở đều ở đây. Ta cảm nhận cơ vùng lườn bên phải đang được kéo giãn. Thả lỏng hai vai phía sau. Tiếp tục hít vào. Chậm chậm thở ra thả lỏng vai. Rồi ta đổi bên. Đi tay trái nhiều sang bên phải. Hạ vai của mình xuống. Mang tay của mình áp xuống, tiếp tục đi tay sang hết mức có thể. Tôi từ từ vươn tay phải qua. Áp lấy mang tay. Hít thở đều. Thả lỏng vùng vai phía dưới. Mỗi hơi thở ra ta lại thả lỏng. Cố gắng không gồng cứng lên. Hít sâu. Chậm chậm thở ra. Tiếp tục hít sâu. Thở ra. Rồi từ từ nâng người của mình lên. Duỗi thẳng hai chân về phía trước. Lắc hai chân sang hai bên. Nâng đầu gối lên xuống. Khép sát hai chân. Lách hai mông của mình ra để kéo giãn được vùng cơ kheo chân phía dưới. Dựng mũi chân lên. Vươn hai tay lên qua đầu. Hít vào. Cài cùi chỏ phải qua đầu gối trái. Ta dùng lực của tay trái này, kéo qua sang. Rồi, ghi cái phần cùi chỏ tay xuống và nâng ngực của mình lên, mắt nhìn lên. Tiếp tục vươn hai tay lên cao, hít vào.
Thở ra, với ai mà không cài tay qua được thì chúng ta hơi chùng nhẹ gối lên nhé. Chúng ta cài tay sang ạ. Rồi tập trung đẩy lồng ngực của mình và mắt nhìn lên. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay qua đầu. Thở ra, vặn người sang bên trái, đẩy căng ngực, mắt nhìn lên, dựng mũi chân, thả lỏng toàn bộ vùng vai, cơ vai gáy phía sau. Tiếp tục hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, vươn tay lên, mở rộng lồng ngực, đẩy thẳng cột sống lưng. Vặn người sang bên trái, thở hết ra, dựng mũi chân, đẩy tay về giữa ngực, mắt nhìn lên, giữ ở đây và hít thở đều. 5, 4, cố gắng duỗi lưng và đẩy ngực lên nữa. 3, hít thở đều. 2 và 1, rồi vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở hết ra, đẩy căng ngực, mắt nhìn lên, giữ và hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, vươn tay qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Nào, gập chân phải và duỗi thẳng chân trái sang trái. Tay nắm mũi chân này, kéo chân sang sao cho chách chách một chút, càng thẳng hàng với hông bao nhiêu thì càng tốt ạ. Nếu không được thì chúng ta dịch chân lên một chút để đỡ căng. Nếu tốt thì chúng ta hạ về phía sau. Mở rộng đầu gối phải sang phải và nhấc hai mông lên sao cho mông ngồi vững chắc ở trên thảm. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Thở ra, gập người 45 độ sang trái. Đó, hạ khử tay xuống. Nếu cảm thấy được thì chúng ta tiếp tục đi tay và hạ trán xuống, hạ ngực xuống. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào. Đi tay trái về phía trước, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra và từ từ nghiêng người sang bên trái. Tiếp tục đi tay thêm một chút nữa để hạ vai của mình xuống. Đó. Tay phải thẳng nhá và nâng ngực của mình lên. Tiếp tục vươn tay qua đầu, hít vào. Vặn người sang bên phải, tay trái đặt gối, tay phải phía sau, đẩy thẳng ngực của mình lên, lưng thẳng, mắt nhìn phía sau. Tiếp tục hít vào, vươn tay qua đầu. Gập người bên trái. Thở ra, từ từ đi tay thật chậm. Duỗi lưng ưỡn ngực. Tiếp tục vươn người lên, hít vào, tay qua đầu. Đi dài tay trái về phía trước. Thở hết ra, nghiêng người sang bên trái. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên nhiều, dựng mũi chân trái. Hít vào. Vặn người sang bên phải, thở ra. Đẩy thẳng cột sống lưng nhiều. Một lần cuối, hít vào, vươn tay lên, đẩy thẳng cột sống lưng, dựng mũi chân. Vươn người gập người 45 độ về phía trước. Thở hết ra. Giữ và hít thở đều. Nếu ai chúng ta xuống đây mà căng thì bắt đầu là mình đẩy thẳng cột sống lưng lên chứ không cúi đầu trán xuống như thế này. Như thế này thì lưng mình sẽ cong và sẽ gây ra đau lưng. Nên là mình sẽ duỗi lưng về phía trước. Giữ đây, mỗi lần lại đi khử tay thêm một chút. Dần 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 xuống. Giữ và hít thở đều. 5. 4. Thả lỏng vùng eo chân phía dưới. 3. Cố gắng ép ngực của mình xuống. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn. 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Giữ và hít thở đều. Là đi tay trái lên phía trước nhiều. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải nhé. 5, không ngả đầu như thế này. Là nâng đầu lên. 4, 3, mắt nhìn thẳng về phía trước. Mỗi lần thở lại thả lỏng lườn bên phải và hạ xuống tiếp. Và 1, vươn hai tay qua đầu, hít sâu. Vặn người sang bên phải, thở ra. Đẩy căng ngực, mắt nhìn phía sau. Giữ và hít thở đều.
4. Cố gắng là ghì bàn tay phải để đẩy ngực lên. Dùng bàn tay trái kéo người mình sang một chút nữa. 3, 2 và 1. Vươn tay qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Vòng chân trái qua đầu gối phải. Rồi, sao cho hai cái đầu gối của mình trên một đường thẳng và sát nhau hết mức có thể. Chúng ta chống tay về phía trước này. Rồi, nhấc mông lên. Tách hai chân sang hai bên, sao cho đầu gối gần vào này. Rồi sau đó ngồi xuống thì cái đầu gối của mình nó sẽ sát vào nhau hơn. Bây giờ đầu gối trái phía trên thì vươn cao tay phải lên trước, hít vào. Gập tay phía trên, tay trái vòng ra sau lưng, hai tay nắm lấy nhau, thở ra. Nếu chưa nắm được thì chúng ta cũng giữ nguyên ở đấy, hoặc là chúng ta dùng khăn để nắm. Hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng. Thở ra, gập người về phía trước. Cằm chạm đầu gối, giữ và hít thở đều. 5. Thả lỏng hai vai. 4. Thả lỏng vùng hai bên khớp hông. 3. Hít thở đều. 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi chúng ta duỗi thẳng hai chân. Lắc chân sang hai bên và thả lỏng chân của mình. Tiếp tục chúng ta đổi bên. Gập chân trái và duỗi thẳng chân phải sang bên phải. Mở đầu gối trái sang, nhấc hai mông lên để ngồi vững chắc trên thảm. Vươn hai tay qua đầu, hít vào. Gập người về phía trước bên phải 45 độ. Hạ cùi trỏ tay, dướn ngực của mình lên, thở hết ra. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào, nâng cao toàn bộ vùng cột sống. Và hạ vai xuống nhé, nâng ngực mình về phía trước. Đi tay phải sang bên phải, về phía trước này. Rồi từ từ thở ra nghiêng người. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên phải. Xin lỗi, bên trái của mình. Tiếp tục hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực. Vặn người sang bên trái, thở ra. Đẩy thẳng cột sống lưng, mắt nhìn phía sau. Lần 2, hít vào. Thở ra, gập người về phía trước 45 độ. Dướn ngực ngực lên ạ, không có cúi đầu xuống. Từ từ hạ bụng, ngực, cằm của mình xuống. Nâng người lên, vươn hai tay lên cao, hít vào. Đi tay phải về phía trước, ngực đẩy lên. Thở ra và từ từ nghiêng người hạ sâu vai phải xuống. Thẳng tay trái nhé, càng thẳng tay bao nhiêu thì càng kéo được vùng lườn bấy nhiêu. Và xòe 5 ngón tay ra. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao. Vặn người sang bên trái, thở ra. Một lần cuối, hít vào. Trở về giữa, nâng cao toàn bộ lồng ngực, dựng mũi chân lên. Gập người 45 độ, thở hết ra. Đi tay, đi tay, đi tay. Thở đều và từ từ trán xuống, ngực xuống. Vươn dài cằm của mình nếu có thể. Giữ và hít thở đều. 4, 3. Mỗi lần thở ra ta thả lỏng kheo chân, thả lỏng vùng lườn bên trái và từ từ hạ xuống tiếp nữa. 2, 1. Rồi, chống tay nâng người lên. Vươn hai tay hít vào, mở rộng lồng ngực. Đi tay phải về phía trước nhiều. Đẩy thẳng cột sống lưng và từ từ nghiêng người xuống. Thở hết ra. Giữ ở đây. 5, cố gắng đẩy ngực lên. Đó, hạ cùi trỏ phải của mình xuống để làm điểm tựa này. 3, cố gắng vặn ngực của mình lên nữa, thả lỏng mềm lườn bên trái ra. 2, 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên trái, tay phải nắm vào gối, kéo ngực sang, đẩy thẳng cột sống lưng, mắt nhìn phía sau. Giữ ở đây, thở đều nào. 4, 3, 2 và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Vòng chân phải qua đầu gối trái. Ta chống tay về phía trước, sao cho hai đầu gối khép sát này. Rồi, nhấc mông lên. Từ từ hạ mông của mình xuống.
căng hai cái bên này. Chúng ta không ngồi trên gót chân nhé. Bây giờ đầu gối phải ở trên thì chúng ta vươn cao tay trái, hít vào. Gập tay phía sau, hai tay nắm lấy nhau, thở ra. Hít vào đẩy thẳng cột sống lưng. Chưa nắm được chúng ta cứ giữ ở đấy ạ, giữ ở phần lưng của mình nhé. Rồi từ từ cằm xuống, thở hết ra. Giữ và thở đều. 5. Thả lỏng vùng khớp hông phía dưới. 4. Thả lỏng hai vai. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Rồi bây giờ chúng ta duỗi thẳng hai chân. Thả lỏng chân. Từ từ chúng ta nằm ngửa. Co hai chân của mình lại. Hai tay lúc này nắm lấy gót chân. Cuộn vai của mình xuống. Nâng ngực của mình lên. Hít vào đẩy mông lên cao, ngực lên cao. Thở ra từ từ hạ mông xuống, lưng xuống. Lần hai hít vào. Thở ra. Hai lần nữa, hít vào, mông lên, cố gắng đẩy ngực lên nhiều để chạm cằm của mình nhé. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao. Giữ và hít thở đều, cố gắng cuộn vai của mình lại này. Đẩy ngực lên nữa. 5. 4. Nâng ngực lên nữa nào. 3. 2. Và 1, rồi từ từ hạ mông xuống. Hai tay ôm đầu gối. Hít vào. Thở ra kéo đầu gối về phía ngực của mình ạ. Với những người bị đau cổ vai gáy thì chúng ta không nâng đầu lên như thế này. Chúng ta vẫn cứ hạ đầu xuống. Thì nâng đầu lên chúng ta lại bị gồng cơ cổ. Giữ hít thở đều. 5. 4. Kéo đầu gối sát bụng hơn nữa nào. 3. 2. Và 1, rồi hai tay ra ngang. Duỗi thẳng chân phải xuống, co chân trái lên, hít vào. Thở ra, vặn đầu gối sang bên phải, đặt tay phải vào gối và từ từ kéo gối của mình xuống, mắt nhìn sang bên trái. Giữ và hít thở đều ở đây. 5 4 3 2 1, chúng ta đổi bên. Hạ chân trái xuống, nâng chân phải lên. Tay trái đặt vào đầu gối phải. Hít vào. Thở ra, hạ đầu gối sang trái, mắt nhìn sang phải. Giữ ở đây và thở đều. 5. Cố gắng mỗi lần thở ra ta nhấn vai xuống và hạ đầu gối thêm chút nữa. 4 3 2 và 1, rồi từ từ nâng hai chân của mình lên. Vòng chân trái qua đầu gối phải. Xoắn chân vào nhau nếu có thể này. Hít vào. Thở ra hạ chân sang phải, mắt nhìn sang trái. Tư thế này rất tốt cho những người bị đau lưng, thoát vị đĩa đệm, mỏi cổ. 4 3 Bắn hạ hết mang tay của mình xuống. 2. Thở ra lại hạ gối xuống tiếp. Và 1. Rồi nâng người trở về giữa. Ra đổi chân. Vòng chân phải qua đầu gối trái. Xoắn hai chân vào nhau. Hít vào. Thở ra hạ chân bên trái. Mắt nhìn sang phải. Giữ và hít thở đều. 5. Thở ra lại hạ đầu gối xuống tiếp. 4. Cố gắng mắt nhìn về phía bên tay phải nhiều hơn để cái vùng cổ của mình đang được kéo giãn này. 3. Thả lỏng vùng lưng. 2. Và 1. Rồi từ từ trở về. Chúng ta duỗi thẳng hai chân. Hai chân mở rộng bằng hông. Lòng bàn tay ngửa lên.
tay không chạm vào quần áo, mắt nhắm lại. Cuộn mông của mình lên để phần thắt lưng của mình không bị võng. Thả lỏng vai xuống, lắc đầu sang hai bên để thả lỏng toàn bộ vùng đầu cổ. Hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình. Hít vào, phình căng bụng đẩy lên lồng ngực. Thở ra, xẹp ngực xuống, xẹp bụng xuống. Tiếp tục hít vào. Thở ra. Hai lần nữa hít vào. Thở ra. Một lần cuối hít vào, phình bụng đẩy lên lồng ngực. Thở ra, xẹp bụng xuống, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực. Vươn hai tay qua đầu, đan tay, ngửa lòng bàn tay, khép sát hai bàn chân. Hít vào, kéo căng vai lên, hướng mũi chân xuống thảm, ghì phần thắt lưng xuống không võng lưng. Kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Thở hết ra nào. Rồi thả lỏng tay, thả lỏng chân. Tiếp tục một lần nữa, hít vào, kéo căng toàn bộ vùng cột sống của mình. Kéo căng toàn bộ các cơ tay, cơ chân, cơ vai, cơ lưng. Thở ra, thả lỏng. Rồi một lần cuối, hít vào, kéo căng, vươn giãn toàn bộ cơ thể. Giữ và hít thở đều. 5 4 Cố gắng không võng thắt lưng lên nhé. 3 2 và 1. Rồi từ từ thả lỏng tay, thả lỏng chân. Chống chân trái lên. Tay trái hạ xuống. Tay phải vẫn giữ nguyên qua đầu. Từ từ nghiêng người sang bên phải. Hít thở đều một vài hơi thở. Rồi sau đó chúng ta chống tay, nghiêng người và từ từ ngồi dậy. Rồi các bạn ngồi đầy thẳng cột sống lưng. Nếu bạn yêu thích các bài tập này, hãy like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ Huyền nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.